Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là phần camera máy ảnh của A5-217, được gắn rất là thiết kế dạng module, gắn trên bảng main của máy như này. Khi mà gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần camera của Samsung Galaxy A5-217, chụp mờ, chụp không lấy nét được, không vào được máy ảnh, quý hàng vui lòng liên hệ 024-667-5099. Hiện nay di động có cấp.vn luôn có sẵn camera trước, camera sau của A5-217 nói riêng và tất cả các mẫu điện thoại Samsung nói chung. Tay mới vì các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-667-5099. Kỹ thuật viên tại di động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.